với mong muốn tạo khí thế vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Trong những ngày này, thiếu nhi toàn huyện đã triển khai nhiều công trình măng non chào mừng ngày kỷ niệm và đại hội. Theo đó, các em đội viên của 46 liên đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở đã thực hiện được 75 công trình măng non chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các công trình như trồng vườn hoa, trồng cây, ngôi nhà kế hoạch nhỏ, thư viện di động, biển cổng trường an toàn giao thông, vân vân. Những công trình măng non của thiếu nhi định hóa đã góp phần nâng cao nhận thức lòng tự hào cho đội viên thiếu niên nhi đồng về truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là động lực để thiếu nhi tích cực học tập phấn đấu rèn luyện tiến bước lên đoàn